Người ta cứ nói đừng quá, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu giàu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người rất yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không thể. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau nào. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không có ai đứng bên ta.
em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Một tràng pháo tay cho anh Ưng Hoàng Phúc, Đức Phúc. Xin cảm ơn và chúc mừng hai anh em. Ưng Hoàng Phúc ơi, cho mình hỏi là khi mà Đức Phúc mời Ưng Hoàng Phúc hát chung trong liên khúc này thì Phúc có mất nhiều thời gian để suy nghĩ không? Thực sự là Phúc muốn hát chung với em ấy lâu rồi. Nên là khi em ấy ngỏ lời mời cái là không cần phải chuẩn bị để suy nghĩ đâu. Gật đầu cái rụp liền. Có phải Đức Phúc mời Ưng Hoàng Phúc thì cũng cùng tên để có một màn song phúc ở trên sân khấu của bài hát đầu tiên không? Anh nói hết ý của em ra. Nếu anh nói cái ý đó rồi thì em còn một ý khác để em chia sẻ như này. Cái này là chưa bao giờ chia sẻ. Nghĩa là ngày xưa khi mà em nhớ là em còn rất là nhỏ thì nhà có 4 anh em, là 2 anh em họ và 2 anh em ruột của em, luôn luôn mua CD của anh Ưng Hoàng Phúc và nhóm HAT. Là cứ lúc nào là đến cuối tuần là được lên bà ngoại chơi là 4 anh em bật CD đó lên, 4 anh em đóng từng người ở trong đó. Lúc nào em cũng nhận lại để em đóng anh Phúc, tại vì em tên là Phúc. Nhưng cuối cùng lúc nào em bị đóng làm chị Phạm Huỳnh Anh. Nó còn đen như này cơ. Nghĩa là trong cả 4 anh em nhá, cả 3 người còn lại từng người đã được đóng anh Hoàng Phúc rồi, nhưng em chưa một lần nào mà em cứ phải đóng lần lần chị Phạm Quỳnh Anh, xong rồi chị Ngô Quỳnh Anh, xong rồi đến chị Lương Bích Hữu, em có đóng hết 3 chị luôn. Nhưng mà có bao giờ đóng trộm Ưng Hoàng Phúc không cùng với 3 người kia không? Đóng trộm lúc mà ở trong phòng tắm. Đấy, em chỉ có những cái cơ hội đóng anh Phúc là lúc mà em đang đi tắm như vậy. Hôm nay anh đứng trên sân khấu này thì mới nghe được những lời tâm sự của em kể về quá khứ của mình. Anh cũng rất là bất ngờ. Và nghe kể như thế thì càng thương em hơn. Em cảm ơn anh. Kể như vậy thì mới biết là cái lần song ca này thực sự nó là một cái lần rất là tuyệt vời đối với em. Phải được biến thành Ưng Hoàng Phúc mà chỉ được trong phòng tắm thôi. Đối với Phúc thì Phúc ấn tượng Đức Phúc trong cái lần đầu tiên mà khi nghe em ấy thi trong một cái cuộc thi giọng hát Việt. Và lúc đó thì Phúc thấy sao một cái cậu bé mà có một cái giọng mà nó lạ như thế, nó đặc biệt như thế, mà nó đầy nội lực. Thì Phúc ấn tượng luôn, ấn tượng từ đó. Thì sau một thời gian dài khi mà Đức Phúc đã đoạt giải xong rồi vẫn tiếp tục cái con đường âm nhạc của mình và cho ra rất là nhiều bài hát hit. Thì lúc đó Phúc mới thấy là Đức Phúc phát triển được cái khả năng và cái tài năng của mình. Và càng thích em ấy hơn. Rồi cũng có một lần Phúc tham dự một số chương trình gì đó thì có những cái câu hỏi phỏng vấn là muốn song ca với ai, thì Phúc nói ngay là Phúc thích song ca với Đức Phúc. Và đã lâu lắm rồi mà Phúc cũng không có dịp để nói ra cái điều này, vì cái lý do đó mà khi mà Đức Phúc gọi mời Phúc cái là Phúc gật đầu liền là như vậy. Chứng tỏ là qua bao nhiêu chương trình rồi, hôm nay bài hát đầu tiên mới có một cơ hội đặc biệt đến như này. Tôi có một ý nho nhỏ như này, nếu như một ngày nào đó bài hát đầu tiên mong muốn Ưng Hoàng Phúc làm nhân vật chính thì bạn có đồng ý không? Xin lỗi Ưng Hoàng Phúc là tôi hơi ép một chút vì ở đây có rất nhiều khán giả. Thực sự là Phúc cũng rất là sẵn lòng nếu như mà chương trình đã có lời mời. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Nhưng mà cùng với lời hứa này thì anh lại hỏi Đức Phúc, nếu như Ưng Hoàng Phúc mời ngược em thì em có hát không? Em hát coi như là hát 2 bài, 3, 4 bài hết chương trình luôn. Bài nào anh Phúc đưa em hát bài đấy. Thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ được chờ đón những phần biểu diễn kết hợp giữa Ưng Hoàng Phúc và Đức Phúc trong một chương trình bài hát đầu tiên nào đó với nhân vật chính là Ưng Hoàng Phúc. Một lần nữa chúng ta hãy cùng cảm ơn Ưng Hoàng Phúc. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.